Hello anh em, video này mình lại tiếp tục giải cái combo của dự án Marsot ngày 18 tháng 9 năm 2024 nha anh em. Trước khi giải combo thì anh em nhớ vào cái chỗ top ở đây nè để chúng ta điểm danh hàng ngày nha anh em. Cái này rất là ngon nha, điểm danh này thì mỗi ngày nó sẽ tăng dần theo cái thời gian. À, sau khi chúng ta điểm danh 10 ngày thì nó sẽ quay lại ngày đầu tiên, chúng ta sẽ nhận được 100. Đó. Anh em điểm danh tới ngày thứ 10 nè, anh em sẽ nhận được 5.000. Anh em lưu ý nha, thì mình sẽ kiếm 100 trước nè. Ok. Rồi, anh em trở ra cái mục ơn để chúng ta follow vào những cái cần thiết nha đó hàng ngày nó sẽ có những nhiệm vụ này reset lại thì chúng ta cứ vào đây ha để chúng ta nhận nha anh em rồi anh em bấm chat nè đó rất là đơn giản ha rồi anh em tìm những cái này mà follow đó, rất là đơn giản anh em có thể làm luôn nha đó bên dưới này rất nhiều nè ví dụ như là chúng ta zone nè đó chỉ là zone thôi follow cái channel của họ nè anh em bấm search nè rồi ok ha mình đã follow rồi thì anh em bấm chat thôi đó ví dụ như là zone vào cái dot nè thì anh em bấm zone ha anh em bấm play sau đó chúng ta bấm check tab nha anh em, thì anh em bấm play này, đó anh em bấm bắt đầu ha, chúng ta cũng không cần làm đâu anh em, chúng ta tắt đi ha, rồi ok ha, sau đó chúng ta bấm chết nè, đó thì nó sẽ hoàn thành thôi, rất là đơn giản ha, thì những cái nhiệm vụ này anh em cứ làm được cái gì làm để chúng ta kiếm thêm cái đồng sao nha anh em, rồi bây giờ anh em đi đến cái một game để bắt đầu chúng ta sẽ chơi một cái tự game, bên dưới ha tối đa chúng ta sẽ kiếm được 3.000 sao cho cái tự game là cái bitcoin này rồi coi thì 950. Cái roulette thì tối đa sẽ là 10.000 ha. Anh em bấm vào cái roulette trước này Thì đây nó yêu cầu á cứ 8 tiếng chúng ta mới chơi được nha anh em. Do hồi sáng này mình chơi rồi cho nên mình không chơi được nữa ha. Quay thì nếu may mắn thì nó sẽ ra được nha. Còn cái bitcoin thì anh em bấm play thôi. Đó, cái này thì đơn giản lắm. Nó cho chúng ta một phút để mà chúng ta nhận coi thôi anh em. Anh em chà chà màn hình nè. Đó, rất là đơn giản ha. Thì mình chà thì khoảng được 1.000 2.000 3 .000 thôi anh em, cũng không được 3.000 tối đa đâu. Rồi mình nhận được 1248 anh em thì mình uh, chơi dở lắm Nói chung chỉ có nhiêu đó thôi ha Anh em bấm play again này thì nó cũng sẽ có thời gian à, Nó không có thời gian thì chúng ta cứ chơi tiếp nha anh em Ok ha Rồi lần này thì mình được 1 nha anh em Nói chung là anh em cứ chơi ha Cứ rảnh thì thời gian vào chơi Rồi mình đi đến cái giải cái daily combo của dự án nha Anh em bấm vào play ha Rồi ở đây thì mình sẽ ghi cái số cho anh em luôn nha cái thẻ đầu tiên anh em thì nó nằm ở bên mục này nè thì mình sẽ chỉnh cái này nhỏ lại mình ghi cho anh em ha cái này là số 1 nha anh em đây số 1 nè số 2 rồi cái này là số 3 và cái này là số 4 nha anh em ok nha tức là 1 2 3 4 á 4 hình đó rồi mình sẽ chỉnh sang cái màu xanh xanh này cho nó dễ nhìn này ha mình tắt lại nha anh em đây số 1 nè số 2 số 3 số 4 đó 4 số nha anh em thì anh em cứ chọn đúng khung hình từ 1 tới 4 à, trên cái combo này đó là anh em sẽ nhận được nha. À, khoảng là 5.000 cái đồng sao, anh em lưu ý ha. Rồi, bây giờ mình sẽ giải nha anh em, mình sẽ chọn từng số nha, à, chọn từng cái đầu người nè, cái đây số 1 nè. Rồi số 2 nè, rồi số 3 nè và số 4 nha. Sau đó chúng ta bấm check nha anh em để chúng ta nhận được 5.000 nha, bấm check nè chính xác thì nó sẽ cho chúng ta nhận 5.000 đồng sao mỗi ngày Ok rất là ngon kèo này thì cứ sau 24 giờ nó sẽ reset lại cho nên anh em cứ tập trung mà chơi nha nhận xong thì chúng ta cứ trở ra và chơi những trò chơi hoặc là làm những cái nhiệm vụ bình thường nha anh em uh, Ok nha vừa rồi mình đã hướng dẫn chi tiết cho anh em cái cách giải cái combo của dự án Mazot of Terraram anh em thấy video hay hữu ích nhớ đăng ký nhấn like kênh nha Bye bye